Trên tay tôi là một dòng máy cắt tường hai lưỡi của hãng Boda. Nó là một trong những dòng máy cắt tường nhẹ nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Bây giờ tôi sẽ đánh giá chi tiết con máy này cho anh em xem. Anh em hãy cùng theo dõi video nhé. Cái máy cắt tường Boda được đựng trong một cái hộp giấy như thế này. Và bên trong nó sẽ có một cuộn dây này. Cuộn dây nước này khá là cứng. Nói chung là nó cũng không phải là loại đắt tiền. Một đầu nước để anh em có thể lắp thẳng trực tiếp vào vòi nước. Hai cái lục giác và một cái cờ lê. Một cái phiếu bảo hành. Hết rồi. Và chắc chắn là phải có một cái thân máy. Một cái thân máy này bên trong nó không có lưỡi cắt đâu anh em nhá. Cái lưỡi cắt này là tôi thêm vào. Còn nó chỉ có máy cắt không thôi. Cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này ghi toàn tiếng Trung Quốc. Nếu như anh em sử dụng Google Dịch thì anh em có thể thấy được là nó khá đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên thì nó chỉ là mấy tờ giấy mỏng photo cho nên là chất lượng khá là kém và hình ảnh rất mờ. Anh em có thể thấy nó rất là khó nhìn. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không quan trọng lắm. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Phải nói là về ngoại hình thì không có gì đáng chê cả. Từ vỏ máy đến các chi tiết nhỏ cho thấy độ hoàn thiện của máy rất là cao. Nó có công suất định mức 1250W. Có thể cắt được rộng tối đa là 3 cm và cắt được sâu tối đa là 3,4 cm với lưỡi cắt 133 mm. Tốc độ vòng quay của nó là 6.500 vòng trên phút, tức là chậm hơn so với máy cắt cao quang CVK1336 là 1.000 vòng trên phút. Cái dây dẫn đi theo máy này là loại dây dẫn 2C nhân 1,5, có độ dài 2,5 m. Nó được bọc bằng một lớp cao su mềm. Loại dây cao su này có chất lượng giống như các loại dây máy hàn, cho nên mùi nó rất khó chịu khi anh em mở máy ra, và khả năng chống mài mòn cao. Máy có 4 cái lỗ hút gió được bọc lưới để chống cát và bụi bắn vào. Nếu như bọc lưới như thế này thì nó có khả năng bảo vệ rotor và stator rất là tốt, nhưng anh em phải thường xuyên xịt bụi để nó có thể thông gió tốt. Các lỗ thoát gió phía bên trên hộp nhông đều hướng ra phía trước hoặc nó hướng về phía sau, cho nên là khi cắt anh em sẽ không bị gió thổi ngược từ phía hộp nhông lên trên mặt. Công tắc của nó là một cái nút ấn cao su mềm như thế này, anh em chỉ cần ấn nhẹ là nó đã khởi động. Công tắc này có khả năng chống khởi động lại anh em nhá. Tức là khi máy đang chạy mà bị mất điện và khi anh em cắm máy lại thì nó sẽ không tiếp tục chạy nữa, mà anh em phải ấn công tắc tiếp tục thì nó mới chạy tiếp. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem. Đó. Và bây giờ tôi sẽ cắm điện lại. Nó không chạy tiếp. Và ấn công tắc thì nó mới chạy. Với cái chức năng này thì nó rất là an toàn nếu như anh em đang cắt mà bị mất điện, hoặc là có anh em nào đó tắt máy bằng cách rút phích cắm ra, thì khi anh em sử dụng lại nó rất là an toàn. Anh em có thể để ý là tốc độ máy được tăng rất từ từ bởi vì nó được trang bị một cái khởi động mềm bên trong. Đó. Máy chạy rất là êm, chạy rất từ từ và không bị giật máy. Vì là động cơ không nhổ than cho nên khi anh em cắt nước thì nó có khả năng chống giật rất là tốt. Có rất nhiều video bên Trung Quốc quay cảnh máy cắt này sử dụng trong nước. Nhưng theo như nhà sản xuất thì anh em vẫn nên sử dụng ổ cắm có nối đất hoặc là lắp chống giật cho máy để đảm bảo được an toàn tốt nhất cho anh em. Cái tay cầm chính của nó nhỏ gọn cho nên đối với những anh em ở thị trường Việt Nam cầm sẽ cảm giác rất là thoải mái. Và tay cầm phụ của nó là một cái tay cầm phụ dạng thẳng như thế này. Nó không phải là loại tay cầm chữ C như anh em thường thấy ở các loại máy cắt tường khác. Chiều bảo vệ lưỡi cắt là chiều dạng hở, có khả năng đẩy lên để cắt góc 90 độ. Và nó có thêm 4 bánh xe ở bên trên như thế này để đi góc dễ dàng hơn. Với một cái bộ chụp dạng hở như thế này thì anh em không thể kết nối máy với một cái máy hút bụi để cắt khô được. Và anh em bắt buộc phải cắt nước. Nó chỉ có một cái vòi nước nhựa như thế này để dẫn nước vào. Thực sự là tôi hơi thất vọng với cái vòi nhựa này. Vì nó nhô ra như thế này sẽ rất nhanh gãy.
và nó lại chỉ chia được một đường nước, đi thẳng một đường nước vào bên trong như thế này, mặc dù là máy cắt đường hai lưỡi. Lưỡi cắt của máy hướng về bên tay phải như thế này, nó sẽ rất phù hợp với những anh em nào cắt tay trái, còn nếu cắt tay phải thì cảm thấy nó sẽ hơi ngược. Nếu như anh em muốn đổi để cắt sang bên phải như thế này, cái phần vòi nước nó sẽ hướng ra phía trước, do vậy mà anh em phải chế thêm một cái vòi nước vào ở hai bên như thế này thì nó sẽ thuận tiện hơn. Phần trục bảo vệ này sẽ chia làm hai phần, một phần bên dưới là làm bằng sắt, còn phần bên trên là làm bằng gang. Không biết là phần bên trên này nó có nhanh gãy hay không. Bây giờ tôi sẽ tháo con máy này ra để anh em xem nội thất bên trong của nó như thế nào, xem động cơ không trời than thì nó sẽ cấu tạo ra sao. Ai chà, bên trong của nó có một bộ mạch rất là vĩ đại, một cục tụ 1200 microfarad siêu khủng. Mạch của nó phía mặt bên dưới được bọc bằng nhôm, nó to hơn so với các loại mạch của máy khoan pin rất là nhiều. Cái phần rô to của nó đây anh em nhá, được làm bằng nam châm vĩnh cửu này, sức hút của nó rất là mạnh. Stator to của nó đây, trông khá là đẹp. Nếu như anh em nhìn qua phần này thì anh em có thể thấy được là nó còn có một cái mạch ở bên trong này nữa. Và bây giờ là lúc tôi mang nó đi cắt để kiểm tra xem nó có hiệu quả hay không. Đầu tiên chúng tôi sẽ kiểm tra xem tốc độ của máy có thay đổi nhiều khi cắt hay không. Tốc độ không tải của máy là 6.400 vòng trên phút, gần khớp so với thông số của nhà máy. Tốc độ có tải của nó khoảng 5.000 vòng trên phút, như này cũng được cho là có sự thay đổi không nhiều, chứng tỏ máy cũng khỏe. Bây giờ mới thực sự là lúc đo tốc độ cắt của máy. Cái này hầu như là không giảm vòng quay mới. Sang đến bài test thứ hai là bài test tốc độ cắt của máy. Đây là một tấm tường có độ dài là 90 phân. Và bây giờ tôi sẽ cắt thử xem với 90 phân này, cái máy cắt này nó sẽ cắt trong vòng bao nhiêu lâu. Khi tôi lắp hai cái lưỡi cắt vào cái máy này thì nó sẽ có tổng cân nặng là 3 kg, cho nên nó sẽ rất dễ dàng để anh em có thể cắt được bằng một tay. Và cái máy bơm tôi chuẩn bị cho nó sẽ làm một cái máy bơm 12V để cấp nước cho máy. Với cái tư thế cắt ngược như thế này thì bụi và nước nó sẽ bắn ngược lên, sẽ vào hết người của người cắt. Cho nên nếu như mà cái lưỡi cắt ở bên tay phải như thế này thì anh em phải cắt ngược máy như thế này, sẽ rất là dở.
Với cái trục bảo vệ đi theo máy thì tôi phải cắt dốc ngược máy nên rất bất tiện. Và bộ trục bị tắc bùn nên bụi ra nhiều do kết cấu vòi phun không hợp lý. Tôi đã phải thay vào bộ trục bảo vệ chế bằng inox cho máy. Khi lắp xong thì lưỡi cắt sẽ hướng sang bên trái như thế này. Và bây giờ sẽ là lúc đo tốc độ cắt của máy. Máy mất 55 giây để cắt được 90cm tường. Tốc độ này sẽ là hơi chậm so với những dòng máy cắt chuyên nghiệp loại to dùng chổi than. Đối với việc cắt đường đứng như thế này thì máy dễ dàng được cầm bằng một tay khi cắt trên thang. Nhưng cái máy này lại nhẹ nên trọng lực tác động vào máy làm máy tự trôi xuống chậm nên tôi phải mất lực để ấn nó xuống. Cắt đường ngang như thế này thì chắc chắn anh em phải dùng hai tay để cầm máy. Nhưng đa phần đường ngang lại ở phía thấp cho nên thao tác cắt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sang tới bài test cuối cùng là tôi sẽ dùng cái máy này để cắt vào hai tấm gạch nhiều nhất có thể để xem nó chạy có ổn định hay không và nhiệt độ thân máy lúc kết thúc nó sẽ là bao nhiêu độ. Trong quá trình cắt tường, tôi đo được độ ồn của máy tạo ra ở khoảng cách từ máy tới người cắt tường khoảng 110 dB. Độ ồn này là không nhỏ cho nên anh em cần phải đeo tai nghe chống ồn để bảo vệ thính giác cho mình. Sau 40 phút cắt nát hai tấm gạch ở cả hai mặt, nhiệt độ của thân máy lúc này là 50 độ C, còn nhiệt độ hợp nhông là 45 độ C. Hơi bất ngờ vì nhiệt độ hợp nhông lại thấp hơn. Gạch mà chúng tôi cắt là gạch đặc như thế này. Cắt ở cả hai mặt ngang và dọc. Sau khi cắt thử máy thì có một số điều đáng nói sau đây. Thứ nhất, về độ khỏe của máy. Nó không thể khỏe như những con máy cắt tường hai lưỡi loại to, nhưng đối với một con máy cắt tường bé như thế này mà nó cắt được như thế cũng đã rất là khỏe rồi. Vấn đề thứ hai là về vấn đề công tắc của máy. Công tắc của máy nhẹ, ấn rất thoải mái, nhưng vấn đề ở đây chính là anh em phải ấn đúng vào phần giữa thì nó mới hoạt động. Còn nếu như anh em ấn vào phần viền như thế này thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Có những lúc tôi ấn trượt và phải ấn lại lần thứ hai thì máy mới khởi động hoặc tắt. Tay cầm chính của máy rất thon gọn, thoải mái, anh em có thể cầm được bằng một tay. Tay cầm phụ thẳng vẫn rất hiệu quả, nhưng phải nói thật là tôi thích tay cầm dạng chữ C hơn. Nhưng với một con máy nhỏ như thế này thì không thể lắp một tay cầm chữ C vào đây được, cho nên bắt buộc phải dùng một tay cầm thẳng như thế này. Và vấn đề cuối cùng ở đây là cái bộ trục bảo vệ lưỡi. Cái bộ trục bảo vệ lưỡi này thực sự không hiệu quả. Nó chỉ có một vòi nước vào dành cho hai lưỡi cắt cho nên bị tắc bùn rất là nhiều và bụi nó cũng ra. Đây là một dòng máy rất là mới đối với thị trường Việt Nam cho nên chúng tôi không biết được chất lượng của nó như thế nào và bộ phận nào nhanh hỏng. Hy vọng là một thời gian nữa chúng tôi sẽ có video phản hồi cho anh em về chất lượng của con máy này. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình, like video và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.